nữa đi con, nữa đi, uống nữa. Uống nhẹ nhẹ mà làm gì uống như tập vậy mày. Uống cái thôi, chừa tao uống vậy. Đưa cái mặt móc cho mọi người con. Lưu. Mặt móc của con đâu? Hả? Lưu. Nè, mặt móc nè. Nghe đi vậy con. Nè. Mày tỉnh tỉnh quá. Đây. Hửi gì hửi 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 hoài cái gì thơm tho đâu, hửi dữ con. Lô. Lô. Ở đây. Đi nha. Không sao đâu em, con này nó mạnh lắm em ơi. Anh mà không xích nó là nó chạy, nó chạy về tới Sài Gòn luôn á. Ở dưới đây mưa mưa qua giờ em chán muốn chết vậy. Vậy đấy. Xe nó ủi như vậy. Nó ăn như chiến hạm vậy em ơi, không sao đâu. Có cái quần què đây mà hửi què mày. À, vô. 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 Mày lôi tao hay tao lôi mày vậy? Nè. Bu ra coi. Nè. Kỳ. Rồi. Mày. Đi vô chuồng giùm cái. Gì? Mày cầm mày quay em đây. Giờ này mọi người. Giờ này. Yeah. Nè. Tại em ra. Đâu quá. Kẹo xong hả mày? Đây. Nè nhìn ở đây nè. Cho đợi cho cái à. Được em. Mày kia hai chai dầu ăn trả lại. Bà vô luôn hả, có vô không? Trong mặt quá. Thôi có xe ngang rồi nó vô nha. Vô con. Kiếm gì trống rồi. Kiếm gì? Vô. Dơ quá. Dơ quá. Đi vô. Vô con. Nè vô coi gói thuốc nè. Đi. Quay. Để cháu. Vô. Không à. Không có là chỗ, không có là mèo luôn. Cái đó hút cái ngon vậy.
Dạ có, nếu quậy tiệm thôi. Ăn bậy bạ. Nhiệt quá. Hiểu liệu, hiểu liệu. Thì ở dưới quê của mình. Như chuồng nào mấy con? Cái gì mà quay người ta hoài vậy? Hả? Quay không chán, chán hả? Rồi, chứ tôi chán lắm, hồi đừng quay nữa. Thôi. Hồi đừng có quen đi trời. Thôi. Nhìn mặt tôi ngầu không? Mặt, nhìn mặt của tôi ngầu không? Đừng quay nữa, tôi điên tôi phập bây giờ. Thấy con ha? Thấy luôn ha? Ừ à. Ừ à. con lơn ở trên Sài Gòn em ơi, con lu ở dưới đây, con lu này nó mới có 5 tháng tuổi rồi, cho nên là nó còn trẻ trâu lắm, tự nhiên nó ta trẻ trâu, còn trẻ thôi bỏ chú trâu đi con ha, không có nặng đâu em. Anh nói cái chuồng này là nó kéo một phát là từ nhà anh mà ra tới ngoài đường luôn, trong vòng một nốt nhạc. Quê em ở Bến Tre trời nghe kìa. Có người nói con bị tăng động vậy luôn. Tự nhiên nói ta tăng động. Rồi, được gì con? Uống nước không? Uống nước nè. Cho nó uống nước ngoài này được phải không bạn? Sáng nó ăn rồi Phi ơi, Phi Phong. Một ngày nó ăn 4 cử. Và mỗi cử của nó ăn là gấp 4 lần anh á. Nè, mặt kìa. Ơi, khát nước quá đi, khát nước quá, khát nước quá. Ơi. Uống đi, nhịn gì. Liếm màn hình đi luôn. Mọi người có thấy là cái khuôn mặt của dòng chó Husky nhìn nó tíu lắm không? Bởi vì mình thích mua, mình thích nuôi nó là vậy. Nhìn nó có hồn lắm. Nhìn cái mặt nó là thấy biết nói liền à. Phải luôn con, đúng không? Đúng không? Ê, đúng rồi, đúng rồi, nhìn mặt tôi biết nói liền luôn. Được con. Vô chưa? Đi. Vô chưa? Để ngày mai mốt qua kiếm đi con lân về cho nó chơi con ha. Thôi xin chào mọi người, bye. Hẹn mọi người chiều nay, nếu kịp thì chiều nay mình sẽ cho ra clip mới, còn nếu không kịp thì mai nha.